Huyền Anh xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1 do Huyền Anh phụ trách. Và không cần phải giới thiệu, ngày thứ sáu là quý vị nhìn thấy anh Nguyễn Hoàng Dương, luật sư Nguyễn Hoàng Dương trên màn hình cùng với Hương Giang. Và hôm nay là ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 9 và cũng là ngày Trung Thu Tết Đoàn Viên. Hương Giang kính chào quý vị, Hương Giang xin chào anh Dương trong cái dịp đặc biệt này. Xin chào tất cả và chào nha. Hôm nay áo của Hương Giang là màu lá chanh và cái phông sau lưng anh Duyên vẫn là nắng 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 chiều mà chưa gọi là xế chiều, và nụ cười anh Duyên vẫn rất là tươi, có lẽ nụ cười Trung Thu đoàn viên đúng không? Rồi những cái ngày không phải là Trung Thu thì nụ cười vẫn như thế thưa quý khán giả. Tại vì bây giờ anh Duyên thấy là ở ở Mỹ mà đâu có cần phải tới Trung Thu mới có bánh Trung Thu đâu, bánh Trung Thu bánh dẻo quanh năm mà, cho nên nụ cười anh Duyên ra quanh năm là đúng rồi. Thưa quý vị, tin tức ngày hôm nay có rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thì có lẽ là quý vị theo dõi tin tức, quý vị biết là thượng nghị sĩ dân chủ ở California đó, và là bà Dianne Feinstein đã qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Bà được xem là nữ, gọi là nhà lập pháp nữ mà lâu niên nhất, lâu năm nhất phục vụ trong Quốc hội. Và bà mất đi được xem là để lại một cái di sản rất là lớn, bởi vì quý vị biết là người phụ nữ này rất là kiên cường. Và trong suốt thời gian vừa qua thì bà đã đấu tranh với bệnh tật, và đã có những lời kêu gọi từ ngay trong nội bộ của Dân Chủ là Dianne Feinstein nên rút lui. Với cái tình trạng sức khỏe như vậy, tại vì trong một thời gian 2-3 tháng là bà không có tham dự bất cứ phiên họp nào của Thượng viện, nhưng mà bà không từ chức. Bây giờ bà qua đời thì mọi cái áp lực thì bây giờ đang nằm trong trên vai của ông Gavin Newsom, bởi vì Gavin Newsom sẽ là người mà bổ nhiệm, người thay thế thượng nghị sĩ thay thế bà Dianne Feinstein ở trên Thượng viện. Và bây giờ quý vị biết rồi, Quốc hội đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, bởi vì ngày hôm nay thì Kevin McCarthy đã có một cái thất bại ê chề, thất bại đắng cay, bởi vì ông đã đưa ra một cái dự luật gọi là dự luật chi tiêu ngắn hạn để tránh chính phủ bị đóng cửa vào tối khuya ngày mai, tức là còn hơn 24 tiếng đồng hồ nữa. Nếu như mà Quốc hội ngày mai không có bất cứ cái hành động nào thì chính phủ sẽ bị đóng cửa vào lúc 0 giờ ngày 1 tháng 10, tức là 0 giờ sáng Chủ nhật. Và Kevin McCarthy thì quý vị biết là đó, bây giờ Quốc hội như Hương Nhân nói là ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Đó là điểm đầu tiên. Thứ hai nữa là cái vòng sơ bộ, tranh cử sơ bộ thì sắp diễn ra. Và nhiệm kỳ của bà Dianne Feinstein thì kết thúc vào sang năm. Như vậy thì Gavin Newsom bây giờ ông không biết là ông sẽ chọn ai. Bây giờ có rất là nhiều cái khả năng, và chắc chắn cũng sẽ có cái sự đấu đá. Trước đây khi mà ông bổ nhiệm thượng nghị sĩ thay thế bà Kamala Harris thì mất 5 tuần. Bây giờ cái thời gian của Gavin Newsom nó còn, thậm chí nó còn ngắn hơn nữa. Chúng ta chờ xem là Gavin Newsom cuối cùng thì ông sẽ quyết định là đưa ai vào để thay thế cái ghế thượng nghị sĩ của bà Dianne Feinstein. Bây giờ quay trở lại Hạ viện. Anh Dương có thể thấy và mọi người thấy là cái trình độ mà lãnh đạo đó của Kevin McCarthy, nếu mà so với bà chủ tịch, cựu chủ tịch Hạ viện của Dân Chủ, tự dưng quên mất tên, Pelosi, Nancy Pelosi, thì nếu mà đem ra so sánh thì có lẽ là không có nên, bởi vì một trời một vực. Bà Nancy Pelosi thì bà là một chính trị gia lão luyện rồi, Kevin McCarthy rất là yếu, lãnh đạo rất là yếu. Bây giờ Cộng Hòa, Hạ viện Cộng Hòa bây giờ bị chia rẽ hết sức là gắt gao, hết sức là sâu sắc. Ngày hôm nay cái dự luật của Kevin McCarthy trước khi được đưa ra bỏ phiếu đã biết là nó sẽ chết rồi. Quý vị còn nhớ là dưới cái thời của Nancy Pelosi, hầu như những cái dự luật nào mà bà không đủ phiếu, chưa có đủ phiếu là bà ngưng lại, bà chưa có đưa ra, bà sẽ không có đưa ra để bỏ phiếu. Bởi vì như vậy, chấp nhận cái thất bại, Kevin McCarthy biết được như vậy vẫn đưa ra để bỏ phiếu, bởi vì ông muốn chứng tỏ là ông làm hết mọi cách rồi, nhưng mà vẫn không có thông qua được. Cái toán 21 nhà lập pháp cực hữu ở trong Cộng hòa họ đã bỏ phiếu chống, tức là họ đứng về phía Dân Chủ, bỏ phiếu chống cái dự luật chi tiêu ngắn hạn của Kevin McCarthy. Và cái điều này làm cho cái phe mà ôn hòa của Cộng hòa tại Hạ viện đó, đặc biệt là những cái vị dân biểu Cộng hòa mà họ nằm ở trong cái khu vực bầu cử mà thế yếu đó,
tức là khu vực bầu cử mà màu xanh đó, thì họ rất là bực bội. Tại vì nếu như mà chính phủ bị đóng cửa thì có nghĩa là Cộng hòa họ sẽ lãnh đủ về mặt chính trị, và người mà lãnh hậu quả chính trị nhiều nhất ở đây đó là Kevin McCarthy. Nhưng mà bây giờ Cộng hòa họ họ đang đẩy đổ lỗi cho dân chủ. Chúng ta nghe Marjorie Taylor Greene ngày hôm nay nói như vậy, và chúng ta nghe Kevin McCarthy nói như vậy. Kevin McCarthy bây giờ thì ông cho biết là ngày mai sẽ có một cái dự luật mới, sẽ tiếp tục Hạ viện tiếp tục bỏ phiếu, nhưng mà cái option của họ bây giờ nó còn rất là hẹp. Thượng viện thì thông qua cái dự luật rồi chuyển xuống Hạ viện tuyên bố, Kevin McCarthy tuyên bố không có bỏ phiếu cái dự luật của Thượng viện. Nhưng mà bây giờ ông quay trở lại, ông bảo Thượng viện là ok, nếu mà quý vị muốn chúng tôi bỏ phiếu cái dự luật của quý vị thì quý vị phải rút cái khoản cái tài trợ, cái viện trợ cho Ukraine ra thì chúng tôi may ra mới cân nhắc đưa ra bỏ phiếu. Tức là ông đã đưa ra một cái message cho Thượng viện, nhưng mà điều này có lẽ là sẽ không có. Lý do tại sao? Tại vì dân chủ đang kiểm soát Thượng viện. Bây giờ anh Duyên, Cộng hòa dưới cái sự lãnh đạo của Kevin McCarthy chia rẽ như vậy, bởi vì ngay Hương Giang thấy là ngay từ lúc mà hồi đầu tháng 1 đó, thì khi mà Kevin McCarthy để sau 15 lần bỏ phiếu mới nắm được cái búa của Chủ tịch Hạ viện thì ông đã đổi, tức là đổi trác qua lại, và bây giờ ông đang bị bắt làm con tin. Bắt làm con tin do cái toán mà cực hữu họ đưa ra yêu sách để họ cho Kevin McCarthy, cho cái lá phiếu để Kevin McCarthy trở thành Chủ tịch Hạ viện, thì bây giờ bắt làm con tin. Bây giờ Matt Gaetz bị chỉ trích cũng rất là nhiều, phe ôn hòa chỉ trích Matt Gaetz, bảo Matt Gaetz chính là người mà đã gây ra cái chuyện này, bởi vì Matt Gaetz bây giờ đang dọa là sẽ trút phế Kevin McCarthy nếu như Kevin McCarthy đừng có lỡ chớ mà son sen mà hợp tác với dân chủ thì chắc chắn sẽ bị trút phế. Bây giờ cái thủ tục trút phế một chủ tịch hạ viện như thế nào hả luật sư Dương? Mỗi một lần mà có một cái quốc hội mới đó thì cái quốc hội mới đó họ thiết lập cái thủ tục của họ, thì cái hồi mà Kevin McCarthy mà 15 lần mới cầm được cái búa đó thì ở bên phía mà những cái đám MAGA đó nó buộc Kevin McCarthy phải chấp nhận một cái luật này. Cái luật đó là cái người mà speaker đó chỉ cần trong 435 người mà có một dân biểu, dù là dân biểu dân chủ hay là dân biểu cộng hòa gì đó, mà họ đưa ra một cái motion, tức là họ đưa ra một cái yêu cầu, một cái thỉnh nguyện là vacate, có nghĩa là bứng ông chủ tịch hạ viện đó, thì cái yêu cầu đó buộc phải đưa ra sàn chứ không có từ chối được nữa, tại vì nó cái đồng ý là như vậy mà. Cho nên Kevin McCarthy vì quá thèm cái quyền lực cho nên nó đồng ý, và vì như vậy mà nghĩa là thắng qua rồi cầm được cái búa, và bây giờ Kevin McCarthy bị kẹt vì cái điểm đó. Những cái khóa trước của quốc hội đó giá cũng có những cái thủ tục là nếu mà cái người 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 chủ tịch hạ viện đó mà họ làm cái gì sai thì dựa trên những cái điều khoản như thế nào và phải có bao nhiêu người dân biểu đưa cái thỉnh nguyện đó lên, còn bây giờ không có, chỉ cần một người là được rồi. Kevin McCarthy bị kẹt cái đó, cho nên thủ tục để mà bứng cái người chủ tịch hạ viện bây giờ đó là nó dễ vô cùng. Và ngay bây giờ chúng ta biết là Kevin McCarthy mong manh là ở chỗ này nè, là nếu mà giả sử mà bên phía bên 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 một trong những cái người điên điên đó mà nói là tôi đưa một cái thỉnh nguyện để bứng Kevin McCarthy, thì nếu mà Kevin McCarthy mà muốn giữ lại được cái búa đó thì chắc chắn là phải có một cái sự thỏa hiệp nào đó với dân chủ, chứ nếu không thì sẽ thiếu phiếu. Mà nếu mà gọi là thỏa hiệp với dân chủ thì chắc chắn dân chủ họ sẽ đặt ra những cái điều khoản, những cái đòi hỏi, mà đòi hỏi của dân chủ là ông dẹp cái tính đảng của ông đi, ông phải lo cho dân, lo cho nước. Thành ra cái thế MAGA của Kevin McCarthy bị mất thế, cho nên bây giờ thì ông McCarthy bây giờ là rất là khó cho ông. Bởi vậy hồi nãy khi mà Hương Giang so sánh bà Nancy Pelosi với lại ông Kevin McCarthy đó, là Minh Duyên nhớ lại một điều mà anh Duyên với Hương Giang đã nói một vài lần với quý thính giả rồi. Bà Nancy Pelosi đó là ban lãnh đạo, còn Kevin McCarthy là bao lãnh đạo. Quay trở lại.
À, như vậy nếu mà Kevin McCarthy mà vẫn vẫn ham chức ham quyền mà bây giờ đi với dân chủ thì ổng sẽ cũng trở thành, tức là bây giờ là ổng trở thành cái con tin của cái nhóm cực đoan ở của Cộng hòa rồi. Bây giờ ông mà đi với dân chủ nữa thì ông sẽ trở thành con tin của dân chủ. Và dân chủ hồi nãy anh Duyên nói là dân chủ sẽ đưa ra điều kiện, mà một trong những điều kiện mà dân chủ đưa ra là bỏ, dẹp bỏ cái cuộc điều tra luận tội ông Joe Biden. Chắc chắn điều này sẽ có, mà chắc chắn điều này sẽ không có được. Cho nên là nhìn nhìn Kevin McCarthy mặc dù đó tỏ ra hết sức là khả quan, bảo là tôi vẫn còn nhiều chọn lựa, nhưng mà trong nội bộ thì Kevin McCarthy bảo rằng là bây giờ những cái chọn lựa đó run out rồi, không có còn nhiều nữa. À, tức là đang toát mồm hồi hộp. Nhưng mà nói về Hạ viện thì phải nói về Thượng viện. Thượng viện ở đây chủ tịch Thượng viện, chủ tịch Thượng viện là phó tổng thống. Cái thủ tục mà trước phế chủ tịch Thượng viện có bao giờ xảy ra không anh Duyên? À có không? Không? Thượng viện đó, cái vai trò của cái người phó tổng thống gọi là chủ tịch đó chỉ là một cái chức vị mà gọi là nghi lễ nghi thức thôi. Thượng viện thì họ chia ra hai phe, phe nào đa số đó thì cái ông mà lãnh tụ phe đa số là cái người làm những cái công việc y hệt như là ông chủ tịch hạ viện vậy đó. Ngày xưa Cộng hòa chiếm đa số thì ông Mitch McConnell là cái người mà cầm chịch ở Thượng viện, có nghĩa là dàn cái là gì đó đưa những cái dự luật nào mà đưa ra bỏ phiếu hoặc là chặn dự luật nào không ra bỏ phiếu, nó nằm ở cái ông chủ tịch, ông gì lãnh tụ phe đa số. Bây giờ cái lãnh tụ phe đa số đó nằm ở bên tay của dân chủ, là nằm trong cái tay của ông Chuck Schumer, chỉ có như vậy thôi. Còn cái ông phó tổng thống đó thì chỉ có khi nào mà trong trường hợp mà cái con số phiếu là 50-50 bỏ phiếu mà bằng nhau đó, thì cái người phó tổng thống lúc đó dùng cái lá phiếu của mình để mà bẻ, tức là để thay đổi cái thế mà quân bình 50-50 đó. Nếu mà bị kết quả bị kẹt rồi thì mới cần cái lá phiếu của người phó tổng thống. Và nhất là trong những cái nghi thức mà do hiến pháp nó đã định rõ đó, thì khi mà lưỡng viện họp lại thì ông chủ tịch ông phó tổng thống đó, ông lúc đó ông là chủ tịch của thượng viện và ông chủ tọa cái phiên họp lưỡng viện đó. Nhớ lại cái hồi ngày 6 tháng giêng, chính ông Mike Pence ông là chủ tịch thượng viện và ông chủ tọa cái phiên họp lưỡng viện để cái mục đích là chuẩn nhận cái số phiếu cho tổng thống Biden thắng đó. Đưa ra một cái ví dụ để chúng ta dễ nhớ. Quay trở lại. Cảm ơn anh Duyên. À, và thưa quý vị, ngày hôm nay thì ngoài những cái tin tức chính trị mà đặc biệt là xung quanh những cái cuộc điều tra hoặc là những cái truy tố của ông Donald Trump thì nó có thêm những cái diễn biến mới. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày cuối cùng của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Mark Milley. Đây là ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông. À, tướng Mark Milley được ông Donald Trump bổ nhiệm, nhưng mà lại sau này thì lại trở thành một trong những cái người bị ông Donald Trump chỉ trích hết sức là nặng nề. À, và Huy Nha không có nhắc nhiều nữa. Quý vị biết là trong những ngày vừa qua thì ông Donald Trump đã chỉ trích ông Mark Milley là cái tội đáng bị xử tử, tức là vào cuối nhiệm kỳ của ông Donald Trump thì quý vị biết rồi, ông Donald Trump lúc đó cái tình trạng tâm thần hết sức là bất ổn, bởi vì chỉ có tập trung vào đảo ngược kết quả bầu cử, bởi vì lúc đó cái cú sốc của ông còn lớn lắm. Ông cho đến giờ cú sốc mấy năm rồi vẫn chưa có hết, đó là chưa chấp nhận được cái kết quả là mình bị Joe Biden đánh bại. Và chính vì vậy mà lãnh đạo quân đội cũng như là lãnh đạo quốc hội họ đang rất là lo, bởi vì Donald Trump có thể đưa ra những cái quyết định mà nó gây quyết định về mặt quốc tế hoặc là quyết định gây chiến mà nó sẽ để lại hậu quả. Và vào lúc đó thì Trung Quốc họ đang rất là lo sợ là Donald Trump sẽ khởi động một cái cuộc chiến chống Trung Quốc. Và ông Mark Milley đã chủ động, coi như là đằng sau lưng ông Donald Trump, gọi điện cho đồng nghiệp của Trung Quốc và trấn an Trung Quốc là không có sao hết. Và Donald Trump cho rằng là cái hành động của Mark Milley đã thông báo cho một cái đối thủ nước ngoài về cái tư duy, về cái suy nghĩ của Tổng thống Hoa Kỳ, thì đó là tội phản quốc và đáng bị xử tử.
và Mark Milley trong cái bài phát biểu rời khỏi chủ tịch hội gọi rời khỏi cái chức vụ chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, ông đã có những lời lẽ hết sức là gắt gao. Ông bảo là quân đội không có quỳ gối trước tôn giáo hay là phiên tòa, cái này là những cái gì mà Hương Giang nhớ, hay bất cứ nhà độc tài nào, và hay bất cứ người nào muốn trở thành nhà độc tài, tức là ám chỉ tới Donald Trump. Và ông bảo rằng là quân đội chỉ có là phục vụ theo hiến pháp, tuân theo hiến pháp và bảo vệ hiến pháp. Thì chúng ta cũng biết là ngay sau khi mà ông Mark Milley bị Donald Trump chửi bới như vậy, thì có một vị dân biểu khác của Cộng hòa ở Arizona, hình như là Andy Biggs, không nhầm, không phải Andy Biggs, cũng kêu gọi là ông Mark Milley đáng bị xử tử. Pogoza. Pogoza phải không? Rồi, Paul Goza, thank you Ừ. anh. Không biết là Hương Nhan bị thuốc hành mấy tuần rồi mà vẫn cái trí nhớ nó không có được sáng suốt lắm. Nhớ được mặt anh Duyên và nhớ tên anh Duyên, luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, là Hương Nhan thấy cũng Là giỏi rồi. Mà thật sự ra là cái lỗi của ông Mark Milley đó lớn lắm, là tại vì ông dám tiết lộ cái suy nghĩ của đại tổng thống Donald Trump cho tàu đó. Tại vì nguy hiểm chỗ này nè, đại tổng thống Donald Trump nói rằng là nước nước Mỹ coi chừng sẽ dẫn thế giới vào thế chiến thứ hai đó, nguy hiểm vô cùng. đâu Hương Nhan nhớ, Hương Nhan nhớ là lúc mà ông mới lên nhậm chức á, ông có đưa ra mấy cái câu mà khó đỡ, là ông nói là ông giỏi hơn tất cả, ông biết nhiều hơn tất cả các vị tướng của Hoa Kỳ dạng. Còn ông đi ra ông thăm cái ngoài Puerto Rico đó, ông nói không có ai biết đó, chỉ có Trump này mới biết thôi. Puerto Rico là một cái đảo mà biết không, chung quanh cái đảo đó toàn là nước mặn hoa, ghê luôn. Vị, nhưng mà quý vị biết là bây giờ đó, tại tòa Washington DC, trên bàn của thẩm phán Tanya Chutkan, là bây giờ đang cái đấu đá về cái gag order. Tức là quý vị biết rồi, là phía ông Jack Smith đó, thì ông đã đệ lên tòa yêu cầu tòa phải áp đặt một cái lệnh bịt miệng. Nhưng mà lệnh bịt miệng này là tối thiểu thôi, chứ không phải là rộng, tức gọi là limited gag order. Thì yêu cầu ông Donald Trump không được công khai nói về cái vụ án của mình, không được công khai, không có được liên lạc với nhân chứng, không có được liên lạc với bất cứ những người nào liên quan đến vụ án, vân vân và vân vân. Thì phía ông Donald Trump đã bác bỏ lại, để thỉnh nguyện lên bác bỏ cái yêu cầu này, bảo rằng làm như vậy là nó vi phạm tu chính án thứ nhất của thân chủ của họ. Nhưng mà diễn biến mới nhất, ngay trước khi mà Hương Nhân làm cái bản tin này với luật sư Duyên, thì phía ông Jack Smith đã đệ lên tòa một cái hồ sơ mới. Và trong cái hồ sơ này, phía ông Jack Smith viện dẫn những cái tuyên bố gần đây của ông Donald Trump nhắm vào tướng Mark Milley, và yêu cầu tòa là phải treat, tức là đưa cái vấn đề mà gag order, đưa cái thỉnh nguyện gag order của họ ra để điều trần và đưa ra cái phán quyết càng sớm càng tốt, không thì nó sẽ ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của vụ án này. Anh Duy nghĩ là dựa trên những cái căn cứ của cái luận cứ của hai bên đó, thì bây giờ cái cán cân mà bà Tanya trước cân bây giờ, theo anh Duy là một luật sư, thì đang nghiêng về phía bên nào? Nhưng không hiểu câu hỏi. Hương Nhân, tức là cán cân mà bà Tanya trước cân đang cân nhắc về một cái lệnh gag order, bà đang nghiêng về phía nào? Bên Bà Chutkin nó sẽ nghiêng về phía công lý, chứ không có phiêu nghiêng về phía nào hết đó. Mà công lý nói gì? Công lý nói là nếu mà một cái party nào, cho dù là ông Jack Smith hay là Donald Trump cũng vậy, mà dùng những cái lời lẽ, những cái hành động mà khiến cho cái phiên xử nó không có còn công bằng nữa, thì bà sẽ chế tài cái phía mà muốn muốn gọi là ảnh hưởng cái kết quả của cuộc bầu cử, ôi xin lỗi, kết quả của cuộc xử án. Và bây giờ thì cái phía mà đang ảnh hưởng kết quả của cuộc xử án đó là Donald Trump. Anh Duyên và Hương Giang suy nghĩ rất là giống nhau, nhưng mà sở dĩ chữ nghĩa anh Duyên muốn sửa lại chút xíu đó, chỉ vì là không muốn thính giả của chúng ta bên ngoài đó gọi là bị mất hướng của cái vụ xử án mà.
Một vị thẩm phán luôn luôn, họ không phải là họ muốn nghiêng về bên A hay bên B, mà họ nói rằng tôi cầm cái cân công lý mà tôi muốn cho công lý được thực thi, chỉ có như vậy thôi. Cho nên ngay bây giờ, sở dĩ mà chúng ta người dân thường đó, chúng ta mới nói là nếu mà ông Duyên nói rằng phải nghiêng về công lý thì tại sao Donald Trump lại được xử khác những cái bị cáo khác? Những bị cáo khác mà chỉ cần làm khoảng chừng 1/10 hay là 1/4, 1/5 gì của Donald Trump thôi đó là đã bị tống vào tù rồi. Cái suy nghĩ của quý thính giả, của những người thường như là Hương Giang hay là anh Duyên đó, mình suy nghĩ rất là giống nhau, mình rất là bực mình. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là cái tình thế bây giờ, nếu mà chúng ta là một thẩm phán hay là chúng ta là lo xử một cái case, cho dù là thẩm phán hay là bồi thẩm đoàn, chúng ta bị một cái áp lực kỳ quặc lắm. Mà bà thẩm phán bị một cái áp lực chính trị là nếu mà bây giờ bà ra một cái phán quyết, mà cái phán quyết đó chỉ cần một nhóm người nào đó nói rằng là ô cái này là xử ép Donald Trump đó, thì nó làm cho cái vụ xử án của Donald Trump đó, nó nếu mà cái kết quả như thế nào đó, nó sẽ khó cho nó sẽ khó để mà thuyết phục được công chúng là đây là một vụ xử án công bình. Cho nên trong cái trường hợp này riêng của Donald Trump, mà với cái ảnh hưởng chính trị bên ngoài đó, là chúng ta thấy là yes, những vị thẩm phán có nhượng bộ, có nhún nhường một chút, để nhún nhường trong cái chuyện điên điên của Donald Trump, để mà khẳng định một điều, cái kết quả trong tương lai khi mà xử đó có 12 người ở bồi thẩm đoàn mà xử Donald Trump đó, thì cái kết quả đó là do 12 người bồi thẩm đoàn người ta dựa theo sự kiện, những cái facts đó mà người ta xử, chứ hoàn toàn Donald Trump không có bị tòa xử ép cái gì cả. Cho nên chúng ta kiên nhẫn. Sở dĩ mà anh Duyên nói là chúng ta kiên nhẫn là bởi vì đã từ bao nhiêu năm nay rồi, từ lúc mà Donald Trump lên mà làm tổng thống đó, chúng ta đã bực bội rồi, tới khi mà Donald Trump mất chức rồi đó, chúng ta lại càng bực bội hơn, là chúng ta thấy là hình như là công lý sao mà nó đi chậm quá, nó đi bò từ từ, chậm hơn con rùa nữa mà. Nhưng mà tới chừng bây giờ nhìn lại nè, cái case của bà Jean Carroll, Donald Trump thua trắng cả hai case. Rồi cái case của New York mới đây, Donald Trump thua trắng cái case của New York, và thứ hai này sẽ xử. Và tất cả những vấn đề pháp lý mà Donald Trump xin ra tòa đó, đi tới đâu thua tới đó, ngay cả những thẩm phán như bà Eileen Cannon đó có thiên vị cho Donald Trump, tới chừng lên tới cái tòa trên vẫn thua. Và Donald Trump thua, nhìn lại thua nhiều lắm chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta cứ nóng lòng, chúng ta nói rằng là xử Donald Trump thì phải xử cho nó ra lẽ, vì cái nóng lòng đó mà chúng ta không có thấy rằng là hình như là công lý trong cái tình hình chính trị bây giờ đó, giống như đi ăn đám cưới đó mà dọn tới 10 món, mà bây giờ lâu chờ hoài mới có cái món khai vị, rồi từ từ mới cái món vịt Bắc Kinh từ từ tới. Cho nên anh Duyên tin rằng là yes, Donald Duck sẽ được dọn lên, lúc đó món vịt Bắc Kinh của chúng ta sẽ vô cùng ngon lành quay trở lại. Donald Duck là Chris Christie trong cái tối thứ tư tranh luận. Chris Christie đặt tên là Donald Duck. Lý do mà tại sao công tố viên lại đưa những cái lời đe dọa của ông Donald Trump đối với Mark Milley vào cái hồ sơ của họ? Cái điều đó nó cái này thì là hình như Hương Giang có câu trả lời rồi đó. Mà Hương Giang hỏi Duyên, Không có, vậy Duyên hỏi không ngược không lại cái này là thực lòng, là đây đây là ý thực của lòng quý nè. vị dạ. Có nhiều câu, Dạ, có đây đây nhiều là câu Hương Giang hỏi cho quý vị chứ không phải là hỏi cho Hương Giang. bây giờ ngược lại nè, là anh Duyên hỏi Hương Giang nè, vì sao mà cái câu hỏi này là dành cho Hương Giang và dành cho tất cả mọi người, vì sao mà ông Jack Smith khi ông nộp cái văn kiện vào tòa để ông xin cái lệnh bịt miệng Donald Trump đó, lại đưa cái câu mà Donald Trump đòi xử tử ông Mark Milley, tại sao vậy?
nếu mà mặt Milley không có dính dáng gì tới cái hồ sơ thì Donald Trump muốn nói gì nói, tại sao mà đưa cái văn kiện đó vào và dùng đúng cái câu chỉ trích đe dọa Mark Milley làm nền tảng. Anh Duyên hỏi Hương Giang. Mark Milley là một trong những nhân chứng. Yes, nói À, tiếp trong luôn. trong khi mà thẩm vấn, cái này Hương Giang nhớ, mà quý vị thứ lỗi là bây giờ cái trí nhớ của Hương Giang nó hơi có vấn đề chút xíu. Nhớ đến đâu thì chia sẻ đến đó nè. Trong trong cái cuộc thẩm vấn với Mike Pence thì Mike Pence có nhắc đến là ông Donald Trump ngay trước mặt Mike Pence cũng đã chỉ trích tương tự về Mark Milley như vậy. Đó là những gì mà diễn ra. Thứ hai nữa là quý vị biết là Mark Milley cũng đã được công tố viên của ông Jack Smith thẩm vấn về rất là nhiều vấn đề trong cái vụ truy tố ngày 6 tháng 1 này. Cho nên đây là một nhân chứng hết sức là quan trọng. Cảm ơn. Và chính vì Mark Milley là một nhân chứng mà Donald Trump lại đe dọa uy hiếp cái người nhân chứng đó, có nghĩa là tampering cái người witness, cho nên cái lý do vô cùng chính đáng để mà nói rằng là dạ thưa tòa, xin bịt miệng Donald Trump lại, là bởi vì Donald Trump đang đe dọa ông Mark Milley. Chứ còn nếu mà giả sử mà Donald Trump mà nói chuyện với tôi chẳng hạn, mà Donald Trump gọi tôi bằng thằng mà tôi gọi lại Donald Trump bằng mày, đó là cái đó là tình thân hai đứa, mà thành ra ông Jack Smith không bao giờ mà nói rằng là Donald Trump dám gọi ông luật sư Duyên bằng thằng, cho nên phải bịt miệng Donald Trump. Không có cái vụ đó đâu, quay trở lại. Nhưng mà Hương Giang thấy nhiều người muốn bịt miệng anh Duyên á. Sorry anh Duyên, that's Anh true. biết cái chuyện đó, đó là cái sự ghen tức thôi. Người ta nói là tôi phò Trump từ năm 2015 cho tới bây giờ, tôi nịnh đủ kiểu hết á, mà chưa bao giờ được cái thân thiện đó. Mà ông Duyên này bây giờ ông được cái thân thiện với ông Thắng của tôi, mà ổng mà nói chuyện với Donald Trump là hai đứa mày tao, mà chửi nhau bằng thằng không à, quay trở lại. Ra nếu mà quý vị ở bên ngoài quý vị coi cái những cái ý kiến của ông Donald Trump ở trên mạng Truth Social gần đây mà Donald Trump chửi bới Mark Milley thì quý vị nghĩ rằng là nó đâu có dính dáng tới vụ 6 tháng 1 đâu, bởi vì Donald Trump đang nói về chuyện Mark Milley là lén gọi cho đồng nhiệm, không có xin phép ông gọi cho đồng nhiệm Trung Quốc. Nhưng mà thực ra Mark Milley là một nhân chứng hết sức là quan trọng trong cái vụ ngày 6 tháng 1. Tại vì đến tháng 3 mới xử cho nên chúng ta không biết là bây giờ chúng ta chưa biết là trong cái danh sách mà dự định mời ra làm nhân chứng đó, đứng trên bục nhân chứng là liệu có những ai thì bây giờ chúng ta chưa được biết. Hồi nãy anh Duyên có nhắc đến cái vụ dân sự ở tiểu bang New York. Thì ngày hôm nay trong một cái hồ sơ tòa khác liên quan đến cái vụ mà Donald Trump kiện Michael Cohen. Tại vì Michael Cohen là người đầu tiên gọi là nã phát đạn để nó dẫn tới cái vụ kiện dân sự của bà là Tricia James và nó dẫn tới cái phán quyết của ông tòa Aragon. Bởi vì Michael Cohen trong cái phiên điều trần trước Quốc hội, ông ta đã khai là Donald Trump và Trump Organization có một cách thực hành kinh doanh lâu năm, đó là thổi phồng giá trị tài sản hay là thu hẹp giá trị tài sản để hưởng lợi về vay ưu đãi, bảo hiểm ưu đãi hay là được giảm thuế. Và chính vì vậy công tố viên họ nghe những lời đó và đã có hai cuộc điều tra. Một cuộc điều tra của bà James là điều tra dân sự và nó ra cái vụ kiện dân sự mà thứ hai này sẽ được đem ra xử. Vụ kiện thứ hai là vụ a à, cái cuộc điều tra thứ hai là cuộc điều tra hình sự của văn phòng biện lý quận Manhattan dưới thời ông Cy Vance thì nó sống động, nhưng mà ông Alvin Bragg lên thì ông đã cho gọi là tạm yên, đóng băng thôi chứ không có khép lại, không khép lại, gọi là đóng băng thôi cái vụ kiện dân sự, cái cuộc điều tra hình sự này. Nhưng mà anh Duyên có nghĩ là trong cái phiên tòa với những gì mà ông Enrocon ông vừa phán quyết là ông bảo là Donald Trump phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề thực hành kinh doanh gian lận với ngân hàng với bảo hiểm như vậy, thì liệu ông Alvin Bragg bên đó họ có mở lại cái cuộc điều tra, tức là bây giờ họ làm cho unfreeze đi, tức là họ quay trở lại công cuộc điều tra của họ hay không? Có khả năng đó hay không? Đây là vấn đề. Chúng ta biết là ông Alvin Bragg đó
ông có hai hồ sơ hình sự, mà cái hồ sơ hình sự đầu tiên là nó liên quan tới cái công ty của Donald Trump, và cái hồ sơ đó nó đã kết thúc rồi, nó xử rồi, và cái người mà lãnh án giùm cho Donald Trump, ở tù giùm cho Donald Trump đó là ông Alan Weisenberg. Cái vụ đó xong rồi. Rồi vì cái vụ đó nó mới vỡ ra một cái vụ khác nữa là khai gian trong cái hồ sơ tài chính mà nó liên quan tới cái check 140.000 đó, thì cái vụ đó bây giờ cũng là một vụ hình sự, nó còn đang xử. Chúng ta biết mà, mới truy tố thôi, chưa có xử, thành ra cái hồ sơ đó nó còn đang tiếp tục. Vậy thì bây giờ đó, Ngày những gì 15 tháng 1 xử 130.000. đúng rồi, và bây giờ nếu mà đã nói là hai cái vụ đó gần như là nó bao gồm tất cả những cái facts mà nó liên quan tới cái công ty Trump và Donald Trump mà nó dính tới hình sự rồi. Vậy thì nếu mà trường hợp mà giả sử qua cái cuộc xử mà của cái bà Letitia James á, mà phải có thêm những bằng chứng mới, nếu mà những bằng chứng mà đã được dùng rồi và xử rồi đó, thì ông Alvin Bragg không được quyền dùng cái đó để mà xử lại nữa, tại vì nếu mà dùng xử lại nữa nó bị một cái, nó vi phạm một cái điều nó gọi là double jeopardy đó, tức là xử người ta mà xử hai lần trên cùng một cái một số dữ kiện. Còn nếu mà giả sử trong cái việc xử của bà Letitia James này mà lại khám phá ra nhiều cái facts mới, nhiều dữ kiện mới, thì ông Alvin Bragg đó có quyền đưa ra một cái hồ sơ để mà truy tố mới nữa, mà cái hồ sơ đó cũng sẽ là một hồ sơ hình sự. Chúng ta nên nhớ là cái hồi hồi mà xử công ty Trump lần đầu tiên đó, thì lúc đó chưa có cái case số 2, nhưng mà vì xử cái case đầu tiên rồi thẩm vấn rồi rồi duyệt xét hồ sơ rồi thẩm vấn cái ông Alan Weisenberg đó, nó mới lòi ra những cái bằng chứng mới, cho nên mới có truy tố cái vụ thứ hai mà nãy giờ chúng ta nói là đang chờ lơ lửng đó. Như vậy thì cũng tương tự như thế thôi. Nếu mà có những bằng chứng gì trong cái vụ xử cái vụ xử của cái bà Letitia James mà nó đẻ ra bằng chứng mới đó, thì Manhattan có quyền nói rằng là ông đã làm cái điều đó mà ông vi phạm luật của New York, mà ông vi phạm luật New York ở trong cái quận Manhattan của tôi, và tôi có cái jurisdiction, có nghĩa là tôi có cái power, thì ông Alvin Bragg có quyền truy tố nữa. Cái đó là cái thủ tục tố tụng hình sự, nó phải đi theo từng bước như thế. Anh Duy quay trở lại. Nhưng muốn làm rõ này anh Duyên, hồi nãy anh Duyên nói cái vụ đầu tiên của Alvin Bragg là đó là cái vụ trốn thuế. Đó là cái vụ trốn thuế, rồi tới cái vụ thứ hai là Stormy Daniels, tức là cái hợp đồng bịt miệng đó. Nhưng mà thực ra đã có dưới thời của Sullivan đã mở cái cuộc điều tra hình sự y chang bà Letitia James, thậm chí là bà James gửi hai công tố viên của bà qua hợp tác với bên ông Sullivan để điều tra về cái vấn đề là thực hành kinh doanh, tức là thổi phồng giá trị tài sản hay thu hẹp giá trị tài sản. Họ đã mở cái cuộc điều tra đó rồi, nhưng mà Alvin Bragg lên frozen, đóng băng, không có khép lại nhưng mà cho đóng băng thôi. Tức là cuộc điều tra đó có rồi chứ không phải là không có. Bây giờ vấn đề là ông có quay trở lại hay không. Ngày hôm nay trong cái hồ sơ tòa mà liên quan đến vụ ông Donald Trump kiện Michael Cohen, lý do kiện là vì Michael Cohen đã tuyên truyền những cái thông tin sai trái về Donald Trump và đã tiết lộ những cái bí mật về luật sư và thân chủ. Cái điểm này tí nữa Hương Giang sẽ quay trở lại hỏi anh Duyên. Nhưng mà trong cái hồ sơ tòa ngày hôm nay về liên quan đến vụ Michael Cohen thì phía ông Donald Trump cho biết là cái phiên xét xử vào ngày thứ hai đó, cái vụ của bà James, bây giờ Hương Nhân dừng lại một chút thưa quý vị, nếu mà quý vị nào không theo kịp, tức là ông Andragon ông đưa ra phán quyết một cái vấn đề cốt lõi trong cái vụ kiện của bà Letitia James, đó là ông Donald Trump có thực hành kinh doanh gian lận hay không. Tòa cho rằng là có, phải chịu trách nhiệm. Điểm thứ hai, tòa cũng đồng ý là với một cái núi chứng cứ của bên công tố như vậy thì cho thể tòa đưa ra quyết định là tước cái quyền kiểm soát của ông Donald Trump cùng với hai người con một số cơ sở kinh doanh hàng đầu của họ. Đó là cái phán quyết về vấn đề cốt lõi. Nhưng mà còn những cái vấn đề khác, nhưng là bây giờ có chế tài hay không? Chế tài thì chế tài như thế nào?
bao nhiêu. Ngoài cái việc tước tước quyền ra thì phạt tiền thì còn hình phạt nào khác nữa không? Tức là những cái vấn đề đó khác thì sẽ được đem ra xử vào thứ hai tuần tới. Bây giờ anh Duyên cho Hương nha. Bây giờ ông Trump á, thì ông có nói là trong cái hồ sơ tòa với cái vụ Michael Cohen thì ông tiết lộ là ông sẽ tham dự cái phiên xét xử vụ kiện dân sự bắt đầu vào tuần sau, ít nhất là mỗi một ngày trong tuần đầu tiên ông ta sẽ tham dự. Lý do ông tiết lộ là tại vì lẽ ra trong cái vụ kiện Michael Cohen là thứ ba ông phải lấy lời khai, nhưng mà bây giờ ông nói là thứ ba tuần sau ông bận rồi, ông sẽ tham dự cái phiên tòa đó, phiên tòa dân sự. Bây giờ cho Hương Nhân hỏi, giữa dân sự và hình sự thì một cái phiên tòa dân sự là có phải là bắt buộc là người đó phải ra dự cái phiên tòa của mình hay không? Và hình sự có như vậy hay không? Có tòa nào bắt buộc? Trở lại, nếu mà là một cái phiên tòa hình sự mà nhất là felony là đại hình hoặc là cho dù tiểu hình đi nữa thì có những loại tội danh hình sự thì buộc cái người bị cáo phải có mặt tại tòa, trừ những cái ngoại lệ chẳng hạn như là say rượu lái xe hay là trộm cắp vặt ở siêu thị vân vân đó, mấy cái lặt vặt đó mà tùy tiểu bang nữa, nên người ta cho phép là nếu mà trong trường hợp mà cái tội mà nó nhẹ như vậy đó, ông luật sư ra được rồi cái người đó không phải có mặt, thì người luật sư như ở California đó mỗi một lần mà đi ra mà xuất hiện như vậy đó, nói là tôi xuất hiện tôi làm một cái 977 appearance, 977 là cái luật số 977 cho phép ông luật sư xuất hiện mà không cần cái người bị cáo. Còn gần như là đa số các cái hồ sơ khác là người bị cáo phải có mặt. Những cái hồ sơ mà Donald Trump mà bị cáo buộc về hình sự đó, nó buộc là Donald Trump phải có mặt trong cái phiên xử. Những cái hearing mà về thủ tục thì Donald Trump có quyền đó là không, tôi không cần phải ra. Nhưng mà khi đã xử để coi là guilty hay not guilty là Donald Trump phải có mặt. Còn riêng về dân sự đó thì không có cái luật buộc như vậy, nhưng mà thí dụ người người mà bị đơn mà không có mặt đó, thì những cái câu hỏi mà được hỏi người bị đơn mà trước đây người ta đã hỏi rồi và thâu băng lại đó, hay là thâu hình lại đó, thì những cái thước băng đó, những cái thước hình đó được quyền trình chiếu cho cái bồi thẩm đoàn để nói rằng là đây nè, vào cái bữa đó chúng tôi hỏi câu hỏi số 1, người bị cáo trả lời, người bị đơn đó trả lời như thế này, rồi câu hỏi số 2, số 3 tất cả xem như là người bị đơn có mặt tại cái phiên tòa lúc đó. Cái trường hợp đó là cái trường hợp mà cái case xử của bà Eugene Carroll đó, mặc dù Donald Trump không có mặt nhưng mà bên phía bên nguyên đơn đó họ đã đưa ra những cái tape lúc mà người ta thẩm vấn Donald Trump đó, những cái tape đó được dùng, và dùng chính vì được dùng cho nên Donald Trump mới bị xử có tội trong cái phiên dân sự. Mà còn bây giờ trở lại hình sự đó thì Donald Trump phải có mặt, và cái chuyện mà trong một hồ sơ dân sự đó, hồ sơ nào hay là cái phần xử nào mà người bị đơn, đây không phải là bị cáo, đây dân sự mà, người bị đơn mà không có mặt, được quyền không có mặt cũng là quyết định của ông thẩm phán nữa. Cho nên cái phiên xử bắt đầu ngày thứ hai này đó, thì bên phía bên bà Letitia James, bà yêu cầu là những nhân chứng sau đây phải có mặt, trong đó có Donald Trump và có ba đứa con, và cái yêu cầu đó Ai thôi? Ivanka ra rồi, Ivanka. ok Nhiều hình thì phạt. ok tóm lại no, ngay cả Ivanka nói là thời tiêu hình phạt 6 năm gì đó, cái điểm đó cho tới bây giờ cũng còn đang đang là một cái Hòa vấn gà đề. rồi. Anh Duyên, Ivanka Trump không có dính dáng gì tới vụ này nữa. Bây giờ chỉ Trump với hai người con trai thôi. Ok, Cửa lắng sắp nghe. rồi. Thì cho tới giờ cái chiều hôm nay đó, thì bây giờ dựa theo cái tin, có thể là anh Duyên chưa có đọc cái bản tin sau cùng mà nói là Ivanka out. Cái giờ phút mà anh Duyên đọc đó vào khoảng chiều nay đó, thì Ivanka và tức là cả ba đứa con bị yêu cầu ra tòa. Còn cái tin mà sau đó là Ivanka có được
thoát chưa hay thì cái đó thì anh Duyên Thì chưa có, Ivanka anh là Duyên chưa ra biết. khỏi vụ này rồi, tòa phúc thẩm đã đưa ra quyết định, nhưng mà Ivanka có thể nằm trong danh sách nhân chứng. Cho Thì nên đó cái câu hỏi cái đặt việc là đó. dạ. Ờ thì đó. Chứ không phải là bị Ivanka là một trong những cái bị Bị đơn. đơn. Ivanka không là bị đơn, nhưng mà vào cái phiên xử ngày thứ hai này đó là bà Letitia James bà đã yêu cầu tòa là subpoena, có nghĩa là Ivanka sẽ ra cùng, tức là Donald Trump và ba đứa con đều là nhân chứng cho cái vụ xử ngày thứ hai. Còn có lẽ là anh Duyên không có đơn đọc cái mẫu tin đó đó, cái mẫu tin là Ivanka có còn là một bị đơn hay không, thì cái đó anh Duyên phải không có đọc, thành ra hay là chưa có đọc hay là không có đọc đó, thì cái đó nó là một cái câu hỏi mà như là Hương Giang đã khẳng định rồi thì chắc có lẽ là nó đúng rồi, nhưng mà rõ ràng là Donald Trump và ba đứa con sẽ phải ra tòa làm nhân chứng. Anh Duyên quay trở lại. Anh Duyên cho Hương Giang hỏi tiếp là như vậy thì theo anh Duyên nói là đối với những cái vụ dân sự đó thì ông tòa ông sẽ quyết định là ai phải ra tòa đúng không? Hay là cái đó là cái quyền của người bị đơn, ví dụ công tố viên kêu người bị đơn đó ra làm nhân chứng nhưng người bị đơn đó nói là tôi không có muốn ra. Không phải. Mà trong một cái vụ xử dân sự đó thì cả hai phía luật sư của cái người mà kiện đó nói rằng là tôi sẽ gọi ba bốn nhân chứng gì đó, rồi bên bị cáo nói là tôi cũng sẽ gọi năm sáu nhân chứng gì đó để mà đối đáp trở lại, để mà biện hộ cho phe của tôi. Rồi ông tòa ông nhìn cái danh sách, tại vì mỗi một lần mà nộp vào cái danh sách của những người nhân chứng đó thì cái người luật sư phải nói rằng là chẳng hạn nhân chứng số 1 sẽ trả lời, sẽ trình bày về những cái điều 1, 2, 3, 4, rồi nhân chứng số 2 sẽ trình bày cái gì, phải nói rất là rõ. Rồi sau khi ông tòa ông nhận hai cái danh sách đó, ông mới họp với hai luật sư để ông lắng nghe. Và nếu mà ông, bởi vì chẳng hạn bên này đòi mà phải đưa cái người đó ra mà bên kia chống đó, thì ông tòa ông sẽ nghe. Và nếu mà giả sử quả thật đúng cái người mà bị chống đó là vẫn phải ra làm nhân chứng, thì ông tòa nói người đó vẫn ra làm nhân chứng. Còn cái người mà bị chống mà tòa lại thấy rằng là đúng cái người này không nên ra làm nhân chứng, thì tòa sẽ chấp thuận cho người đó out. Cái chuyện mà ai sẽ là nhân chứng thì hai bên phải đưa hai cái danh sách, và hai cái danh sách đó rồi sẽ có một cái phiên để mà sàng lọc đó. Cuối cùng sau khi sàng lọc rồi thì bên nguyên cáo có bao nhiêu nhân chứng, bên bị đơn đó có bao nhiêu nhân chứng, thì lúc đó sẽ đưa ra tòa trở lại. Cảm ơn anh Duyên. Chào anh Duyên hỏi. Đối với những cái vụ dân sự này đó, là cái vấn đề mà bồi thẩm đoàn xét xử hay là tòa xét xử là từ đâu ra? Luôn luôn trong cái vụ nào cũng vậy, hình sự hay là dân sự gì cũng vậy, mà hình sự thì nó nặng nề hơn, là tại vì hình sự đó nó có một cái, nó gọi là cái có một cái quyền mà jury trial đó, là cái quyền đó là cái quyền hiến pháp định, mà cho nên người khi mà cái người 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 bị cáo hình sự đó thì luôn luôn họ đòi đó là tôi muốn được xử bởi một cái jury, là bởi vì trong hình sự đó mà 10 người 12 người trong jury đó mà chỉ cần một phiếu thôi mà không đồng ý là cái cơ hội của tôi thoát nó cao, mà cho nên hình sự là luôn luôn là người bị cáo người ta đòi là ra jury. Còn cái case dân sự đó thì chúng ta biết là quá bán, có nghĩa là không có cần 100%, mà trong 12 người chỉ cần 7 người là coi như là được rồi. Thì trong cái case dân sự đó thì luôn luôn là đã nộp hai phía mà nộp giấy tờ vào trong tòa rồi, luôn luôn có một cái câu là bên nguyên cáo đó, bên nguyên đơn đó, bên nguyên đơn có muốn xử jury trial hay không. Nếu mình trả lời yes thì mình phải đóng tiền cho cái jury. Rồi bên bị đơn nó có muốn jury trial không, có nghĩa là muốn được xử bởi một cái jury 12 người hay không. Nếu mà bị đơn nó trả lời là yes thì bị đơn cũng phải đóng tiền để có 12 người jury, để có một cái jury như vậy. Và thường thường đó, thường thường là khi mà bên phía bên nguyên đơn trong trường hợp này là bà Letitia James á, cái bằng chứng bả như cái núi á,
thì nếu mà anh Duyên mà đại diện cho Donald Trump đó thì anh Duyên sẽ nói rằng là tôi yêu cầu xử bằng cái bồi thẩm đoàn, bằng cái jury, là bởi vì có nhiều người đó thì dễ cho chúng ta gọi là trình bày và dễ cho chúng ta lung lạc họ, mà nếu chúng ta lung lạc họ được đó thì chúng ta thắng. Anh nhưng không hiểu vì lý do gì mà luật sư của Donald Trump trong cái case dân sự này cũng chấp nhận là không có jury, chỉ có để cho ông tòa xử thôi. Thành ra vào ngày thứ hai đó, cái phiên xử nó sẽ là non jury trial, có nghĩa là xử chỉ có ông tòa và hai phía thôi. Thành ra ông tòa bây giờ không còn là chỉ là trọng tài nữa, mà ông tòa lại chính là cái viên phán quan luôn. Thật sự anh Duyên vẫn không hiểu tại làm sao mà luật sư của Donald Trump lại chọn cái đường là xử bằng ông tòa mà không có xử bằng cái bồi thẩm đoàn. Cái đó là một cái dấu hỏi rất là lớn. Quay trở lại. Y Phương Nhân nghĩ là có thể là họ lo ngại, tại vì cái vụ của bà Carol thì cũng ở New York, mà New York là tiểu bang màu xanh, cho nên là cái đa phần mà chọn bồi thẩm viên đó thì họ cũng lo ngại là bồi thẩm viên là những cái cử tri dân chủ, thì đó cũng là một cái mối lo ngại của họ. Nhưng mà thực sự Hương Nhân cũng ngạc nhiên là tại sao lại xử xử quan để quan tòa xử, tại vì bây giờ giữa họ với ông Aragon rõ ràng là có nhiều bất đồng rồi, họ kiện, họ đòi bứng ông Aragon đi mà họ cũng cũng đã thua. Có một câu hỏi nữa mà hồi nãy Hương Nhan nói là để tí tí Hương Nhan quay trở lại, đó là về về vấn đề cái cuộc Donald Trump khởi kiện Michael Cohen mà tố cáo Michael Cohen là tiết lộ những cái bí mật luật sư thân chủ. Bây giờ cho Hương Nhan hỏi anh Duyên là có những trường hợp nào luật sư có thể tiết lộ những cái thông tin đó? Michael Cohen ra trước Quốc hội và bị Quốc hội thẩm vấn, tức là một cái phiên điều trần trước Quốc hội, và Michael Cohen đã đưa ra những cái thông tin về ông Donald Trump, và Donald Trump cho rằng những cái thông tin đó là sai trái, và Michael Cohen đã tiết lộ những cái đặc quyền, những cái bí mật luật sư thân chủ. Cái quan hệ giữa luật sư với thân chủ đó thì cái quyền bảo mật đó nó quan trọng lắm, mà cái quyền bảo mật đó là nó thuộc về cái người thân chủ. Thành ra nếu mà thân chủ nói là tôi không muốn ông nói bất kỳ điều gì cả thì người luật sư không có được quyền nói, nhưng mà cái quyền đó nó bị một cái exception, nó gọi là crime and fraud exception. Vậy thì nếu mà cái chuyện mà ông luật sư nói chuyện với người thân chủ của mình mà trong lúc đó người thân chủ mình đang làm một cái điều gì đó mà nó vi phạm luật, nó vi phạm một cái tội tội ác nào đó, hay là một cái điều gì gian dối đó, thì cái crime mà và fraud exception đó nó khiến cho cái trở lại nói như thế này cho để mà đưa cái thí dụ này cho rõ nè. Ông luật sư ông đại diện một người thân chủ, và người thân chủ đó đã phạm tội rồi, người người thân chủ đó thí dụ đã cầm, nghĩa là đã người thân chủ đang cướp nhà băng rồi, thì cái crime đó đó, cái crime mà cái tội ác mà xảy ra trước khi mà người thân chủ lại nhờ người luật sư đó, mà người thân chủ nói chuyện với người luật sư đi nữa, cái đó phải bảo mật. Cái chuyện mà anh Duyên nói là cái crime với lại cái fraud exception đó là khi nào chính ông luật sư với cái ông thân chủ mà trong lúc họ nói chuyện với nhau họ lại có âm mưu một cái điều gian, một cái crime hay là một cái fraud đó, thì cái đó không có được luật bảo vệ. Cho nên trường hợp của Michael Cohen với Donald Trump là vậy. Nếu mà giả sử Donald Trump làm bậy rồi rồi sau đó Donald Trump mới mướn Michael Cohen đó, thì những cái gì mà hai người nói chuyện với nhau về một cái tội phạm trong quá khứ của Donald Trump, cái đó là bảo mật. Còn đằng này, cái chuyện mà Donald Trump nói chuyện với Michael Cohen đó thì lại là một cái âm mưu mới, mà cái âm mưu này Michael Cohen có dính vào thì vì cái crime và cái fraud đó đó, cái tội ác và cái gian dối đó đó là không, cái gọi là quyền được bảo mật đó coi như mất. Cho nên khi mà Quốc hội yêu cầu là Michael Cohen ra trình bày, thì Michael Cohen giả sử ra trình bày rồi mà bị người ta hỏi rằng là
Yeah, cái này là crime and fraud. Gì xin lỗi, tôi có được cái quyền bảo mật mà. Thì bên phía bên bên mà phỏng vấn họ nói là đây là có cái crime và fraud exception. Tôi đang hỏi ông về cái chuyện mà ông nói chuyện với Trump, hai người âm mưu với nhau đưa tiền bịt miệng hay làm cái gì tầm bậy tầm bạ đó, thì lúc đó cái bảo vệ đó của Michael Cohen và Donald Trump không còn nữa. Anh Duyên nói như vậy. Vậy thì nếu mà Michael Cohen mà đi ra, mà bên phía bên bên như ủy ban của Quốc hội hay là những cái cơ quan khác mà hỏi, mà Michael Cohen trả lời trong cái bối cảnh đó đó, thì bây giờ Donald Trump kiện nói rằng là Michael Cohen là luật sư của tôi, mà giờ những cái chuyện mà tôi nói chuyện với tôi tự nhiên mấy người tung hê ra như vậy đó, tôi kiện, thì chắc chắn là Donald Trump sẽ không thắng được. Còn nếu mà giả sử Michael Cohen là một người hoàn toàn không có âm mưu gì cả, mà những gì Donald Trump làm trong quá khứ thì đúng, Michael Cohen không có quyền tiết lộ, là tại vì nếu mà Michael Cohen mà tiết lộ như vậy đó thì không có thân chủ nào dám phân tích những cái gì mà mình đã làm trong quá khứ để mà được cái người luật sư bảo vệ hết trơn á. Cho nên phân tích rõ như thế. Quay trở lại. Cảm ơn Duyên. Hương Giang tính là khép cái vụ dân sự tại đây nhưng mà vẫn cứ có câu hỏi. Khổ vậy, Hương Giang không có control cái đầu của mình được. Bây giờ cho Hương Giang hỏi nè. Trong cái vụ này á, Hương Giang biết, Hương Giang còn nhớ là ví dụ như Eric Trump là hơn 500 lần take the fifth. Donald Trump cũng take the fifth. Thì bây giờ những cái đó nó có được đem ra tòa không anh Duyên? Okay. Nếu mà là một cái hồ sơ mà xử hình sự đó, thì khi mà một người bị cáo chẳng hạn như là Eric Trump nè nói là tôi take the fifth á, thì là ngừng, ngay cả đi ra trước bồi thẩm đoàn đó cũng không được quyền nói là ô, lúc tôi thẩm vấn ổng đó tôi hỏi ổng 500 lần ổng take the fifth. Nếu mà xử hình sự thì cấm không có được. Còn trái lại, nếu mà xử dân sự đó thì hồi mà thẩm vấn Eric Trump nói là tôi take the fifth, thì bây giờ đi ra xử dân sự đó thì bên phía bà Letitia James có thể nói với bồi thẩm đoàn rằng là khi chúng tôi thẩm vấn ông ta đã 500 lần take the fifth, và vì cái đó mà bồi thẩm đoàn họ có thể họ suy đoán, họ nói là take the fifth mà nhiều như vậy có nghĩa là phải làm vậy cho nên mới dùng cái tu chính án số 5. Nếu mà bồi thẩm đoàn mà họ 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 diễn dịch như vậy đó thì hồ sơ dân sự họ được quyền diễn dịch, còn trái lại hồ sơ hình sự thì không được quyền cho họ biết, cho nên họ không thể diễn dịch là cái ông này hồi thẩm vấn đó ổng nói là ổng dùng cái tu chính án số 5 cho nên hình như là ổng có tội, hình sự nó không có cho phép cái cách diễn dịch như thế. Quay trở lại. Cảm ơn Duyên. Bây giờ khép lại nhưng mà muốn nhắc quý vị một lần nữa là cái vụ xét xử này thứ hai bắt đầu diễn ra nhưng mà không có bồi thẩm đoàn. Ở đây là nhà à ở đây là thẩm phán quan tòa là ông Arthur Aragon. Bây giờ quay sang Georgia. Georgia is so interesting. À, ngay trong chiều hôm nay thì quan tòa à, tòa liên bang khu vực Bắc Atlanta ở đây cụ thể là thẩm phán ông Scott, ông Jones. Ông Jones ông đã đưa ra phán quyết là bữa trước thì ông đã phán quyết là Mark Meadows không có đủ tiêu chuẩn để chuyển cái truy tố ở Georgia từ tòa tiểu bang lên tòa liên bang. Thì bây giờ ngày chiều hôm nay ông ra phán quyết với năm bốn người còn lại, tức là trong đó có Jeffrey Clark là cựu viên chức của Bộ Tư pháp. Rồi trong đó có ba đại cử tri giả, đó là David Schaeffer, đó là Kathy Latham và đó là Steele. Ba người này cùng với ông Jeffrey Clark họ cũng đệ đơn yêu cầu cho họ chuyển lên liên bang, tòa liên bang. Thì bây giờ ông tòa ông bác. Bây giờ Mark Meadows thì bây giờ đang kháng án lên tòa phúc thẩm liên bang khu vực 11, tìm mọi cách để chuyển cái vụ của mình lên tòa liên bang. Nhưng mà theo đánh giá của các chuyên viên pháp lý ở giới bên ngoài thì cho biết là cái nỗ lực này là long shot, có nghĩa là nó sẽ không có đi đâu vào đâu. Bây giờ đó quý vị biết là ngày hôm nay tại Georgia, tại tòa quận Fulton, trước mặt của ông quan tòa đó là ông Mà
Dạ, ông McAfee có một cái phiên điều trần diễn ra đột ngột, tức là không có được lên lịch, và ông tòa ông cũng phải công nhận điều đó. Lý do tại sao? Đó là ông Hall, Scott Hall. Ông này là ông chuyên viên về Bellbond, tức là chuyên viên mà bảo lãnh tại ngoại đó ở Georgia. Và ông nằm trong 19, ông là một trong 19 bị cáo bị bà Fannie Willis truy tố trong cái vụ án tội phạm có tổ chức. Thì ông bị truy tố là 7 tội danh. Mà chúng ta biết rồi, những cái tội danh đó là những tội danh đại hình. Tại vì trước mắt mỗi một bị cáo trong 19 bị cáo, ai cũng dính tới một cái ai cũng dính tới tội danh tội phạm có tổ chức cả. Thì ổng dính những cái tội danh đại hình, 7 cái cáo buộc như vậy. Ổng tuyên bố không nhận tội, nhưng mà ngày hôm nay ông đổi và ông nhận tội, và ông đạt được một cái thỏa thuận nhận tội với công tố viên. Ông nhận tội 5 tội danh, chỉ 5 thôi mà quý vị, mà 5 tội danh khác, 5 tội danh này là 5 tội danh tiểu hình. Nó không có dính dáng gì tới 7 tội danh ban đầu hết trơn á. 5 tội danh này, và ông lãnh án ngay tại chỗ luôn, tức là bị tuyên án là 5 năm quản chế, phạt là hình như là phạt tiền 200 ngàn à, không phải, Hương Nhan không có nhớ là số tiền bao nhiêu, nhưng mà cái giờ lao động công ích đó, community service là 200 giờ. Thì ông lãnh cái bản án luôn, làm tất cả ở trong ngày hôm nay. Bây giờ để đổi lại trong cái thỏa thuận nhận tội, thì ông này ông bị cấm, cấm không có được trao đổi với truyền thông, không được tiết lộ tin tức về vụ này cho đến bao giờ mà tất cả các vụ án, tức là 19 bị cáo, 18 bị cáo còn lại đã được xử xong, thì khi đó mới được nói chuyện với truyền thông. Thứ hai là cấm liên lạc với bất cứ nhân chứng nào, cấm liên lạc với bất cứ bị đồng bị cáo nào trong cái vụ này. Bây giờ ông này đó, để đổi lại nữa là ông đồng ý sẽ ra làm nhân chứng trong những phiên tòa xét xử sau này. Mà trước mắt là ngày 23 tháng 10 thì chúng ta có Kenneth Chisbrough và chúng ta có Sidney Powell. Bây giờ đó, ông Ho này đó, ông bị truy tố những cái tội danh gì? Ông bị dính dáng tới cái việc là xâm phạm, tức là xâm phạm vào cái thiết bị bầu cử ở quận Coffee, là một cái quận xa xôi, tìm cách ăn trộm, tìm cách lấy cái dữ liệu cử tri tại cái quận hạt này. Tức là ông dính dáng tới âm mưu mà dẫn đầu ở đây là Sidney Powell. Sidney Powell sắp được đưa ra xét xử. Và đây được đánh giá, cái thỏa thuận nhận tội vào ngày hôm nay trước tòa được đánh giá là một cái breakthrough của bà Fannie Willis. Theo đánh giá của anh Duyên, là cái thỏa thuận nhận tội của ông Ho vào ngày hôm nay nó có ý nghĩa như thế nào? Trước khi trả lời ý nghĩa như thế nào đó, nói về cái thủ tục, quý thính giả nhớ là anh em chúng tôi vẫn nói đó, cái phiên đầu tiên của các bị cáo đi ra tòa, ông nào cũng nói là không nhận tội, not guilty. Và sau khi nói xong, không nhận tội xong rồi đó, thì thủ tục nó sẽ tiếp tục. Và trong cái lúc mà thủ tục tiếp tục đó, là bên phía công tố luôn luôn làm những cái offer, là đây là chúng tôi, nếu mà ông nhận tội đó, hôm bữa ông nói không nhận tội mà ông đổi thành nhận tội đó, thì ông sẽ nhận được cái bản án rất là nhẹ như thế này, với điều kiện là ông phải hợp tác để mà trả lời cho chúng tôi tất cả những sự thực. Mà nếu mà ông trả lời một cái điều gì đó mà những cái bằng chứng chúng tôi có trong tay cho thấy là ông nói láo đó, thì tất cả những cái điều là dẹp hết. Vậy thì đây là cái cụ thể nè. Chẳng hạn như một, nói chuyện nôm na cho chúng ta dễ hiểu. Chẳng hạn một người đi vào cái siêu thị rồi mới lấy một cái món hàng, mà món hàng đó lên tới 1.500 chẳng hạn. 1.500 là felony. Nhưng mà mới vừa lấy ra khỏi cửa đó là bị chặn lại. Bị chặn lại rồi bị buộc cái tội felony. Nhưng mà công tố đó thì họ có những cái tin rằng là người này không phải là làm một mình, mà hình như có những đồng lõa trong những cái việc mà đánh cắp thường kỳ như vậy mà. Cho nên họ nói rằng là nếu lẽ ra là ông là bị tội đại hình, tại vì 1.500 là trên, mà nếu ông đồng ý là ông hợp tác với chúng tôi đó, thì lúc mà cáo buộc ông chỉ cần nói là thì chúng tôi sẽ giảm xuống thành ra tội tiểu hình, ông chỉ cần nhận cái tội tiểu hình là ông có vào ông ăn cắp vặt, để mà đổi lấy cái điều kiện là ông phải hợp tác cho chúng tôi tìm, cho chúng tôi bắt được những cái đứa mà nó chuyên môn nó vô ăn cắp cái cửa hàng này, thí dụ như vậy.
Anh Duyên đưa một cái thí dụ đơn giản như vậy để quay trở lại với ông Ho. Lúc đầu là ông bị 7 tội danh là toàn là felony. Nhưng mà ông này là một trong những người mà chắc chắn ông có âm mưu. Tại vì ông không có làm một mình. Ông làm thì thế nào cũng dính tới Jeffrey Clark, là tại vì có những cái tape đó mà ông nói chuyện với Jeffrey Clark nó lên tới là gần 1 tiếng đồng hồ, 60 phút. Rồi ổng liên lạc tới những người khác nữa. Và cái deal của bên bà Fannie Willis nói rằng là nếu mà đi ra xử đó thì tôi chắc chắn với ông là ông bị tội đại hình. Bây giờ nếu ông đồng ý ông nhận những cái tội này thì chúng tôi sẽ biến nó từ đại hình thành ra tiểu hình. Cho nên ông Ho này, ông đã nhận tội 5 cái tội tiểu hình rồi, trong đó có những cái tội mà vô để mà đánh cắp cái dữ liệu ở trong mấy cái thiết bị bầu cử vân vân. Thì bây giờ 5 tội tiểu hình cộng với lại là những cái hình phạt hồi nãy Hương Giang nói rồi thì anh Duyên không có cần lặp lại, mà cái quan trọng nhất là ông phải viết một cái lá thư ông xin lỗi dân chúng của Georgia là ông đã gọi là muốn thay đổi cái kết quả bầu cử, đi ngược lại cái ý nguyện của họ. Và ông này ông cũng đã đồng ý viết cái thư như vậy, có nghĩa là một cái admission là tôi có tham gia một cái âm mưu để mà đảo ngược cái kết quả bầu cử. Quý khán giả thấy quan trọng là cái đó. Và để mà đổi tất cả cái đó đó, bên công tố họ nói gì? Nếu mà ông làm tất cả những điều mà nãy giờ chúng ta giao với nhau thì sau khi cái probation 5 năm chúng tôi sẽ clear luôn cái record, có nghĩa là hồ sơ của ông coi như là chưa chưa bao giờ mà ông bị truy tố cái gì cả, và hai bên đã deal. Thì đó là cái thủ tục, còn cái ý nghĩa của nó rất là quan trọng. Chúng ta biết rằng là trong 19 người, anh Duyên với Hương Giang cũng đã từng nói với nhau rồi, anh Duyên nói là chắc chắn rằng trong cái quá trình xử đó sẽ có những người cái dạng như cái ông Ho này nè, giống cái ông Bellbond này nè, ổng sẽ hợp tác. Và hãy mà một người mà hợp tác mà thành công đó thì những người khác cũng sẽ hợp tác, và như vậy từ từ những cái con cá nhỏ đó nó hợp tác để mà đưa lại cái kẻ chủ mưu là con cá lớn. Thì con cá lớn mà đi ra xử chắc chắn là Donald Trump không có nhận tội đâu, mà đi ra xử đó với bao nhiêu bằng, nghĩa là tất cả là 19 người mà trong đó thí dụ có 10 người hợp tác và 10 người đó họ khai giống nhau đó, thì khi mà cái bồi thẩm đoàn nếu mà chỉ có một hay là hai người khai không nói, 10 người khai mà cái lời khai tương tự nó thuyết phục cái bồi thẩm đoàn là những người chủ mưu ở cấp cao như là Donald Trump, như là Giuliani, như là Jeffrey Clark, những cái tay đó là phạm tội. Cho nên đó là cái ý nghĩa, mà cái ý nghĩa lớn nhất là như thế này, là ngày hôm nay nè người ta đã nhìn thấy rằng là tại vì chúng ta biết trong 19 người đấy thì có hai người họ nói là chúng tôi muốn speedy trial, chúng tôi muốn xử nhanh, hai người đó là ông luật sư James Brough và bà luật sư Powell. Ngày chúng ta biết là hai người này họ sẽ được xử vào ngày 23 tháng 10, bữa nay là đầu tháng 10 rồi, cuối tháng 9 rồi, có nghĩa là vào khoảng 3 tuần nữa là xử họ. Thì trong 3 tuần lễ để mà chờ xử đó thì hai bên, bên công tố và bên bị cáo chắc chắn là sẽ làm việc liên tục. Tại sao làm việc liên tục? Chúng ta nhìn nè, Sidney Powell là một luật sư, James Brough cũng là một luật sư. Nếu mà họ đi ra xử đó mà họ bị một cái bồi thẩm đoàn nói rằng là guilty, có tội mà tội đại hình đó, là coi như là cái bằng của họ tước luôn. Tại vì các luật sư đoàn đều nói là nếu mà phạm một cái felony là không có cái vấn đề mà chữa chạy gì nữa hết đó, là tước bằng. Có thể là James Brough và Sidney Powell sẽ nhận những cái deal mà bà Fannie Willis sắp sửa đề nghị. Ngày hôm nay đã thấy luật sư của họ xuất hiện với luật sư của bà Fannie Willis ở bên ở ở cái tòa bên Georgia rồi. Người ta nói rằng là có thể là trong vài tuần tới đó lại công bố là có thêm người gọi là đồng ý. Hồi đó thì nói là not guilty, bây giờ chuyển qua là yes, chúng tôi nhận tội mà chúng tôi nhận những cái tội nhẹ hơn. Và cho nên cái vụ xử mà nói rằng là rồi ra vào
đầu đầu năm 2024 mà sẽ xử 19 người đó, thì chúng ta có lý do để chúng ta tin rằng là sẽ không có xử đủ 19 người đâu. Còn lại một số nào mà nó nhỏ hơn, nhỏ hơn bao nhiêu thì anh em chúng tôi chưa biết, nhưng mà khi biết thì sẽ quay trở lại. Quay trở lại với Hương Chưa biết cũng quay trở lại. Nhưng Giang. mà Huy An thấy là Huy An đồng tình với anh Duyên ở một điểm là cái ngày 23 tháng 10 đó, theo đánh giá của Hương Giang, theo suy đoán của Hương Giang là có lẽ sẽ rơi rụng bớt một người, đó là Sydney Powell. Bởi vì Sydney Powell bà là người dính líu tới cái việc xâm phạm vào cái thiết bị bầu cử, ở đây là đúng, hình như Hương Giang không có nhớ là máy công ty nào, thiết bị bầu cử ở quận Coffee, bả là người gần như là chủ mưu trong cái vụ này, trên bả là người dính dáng tới cái vụ này nhiều nhất, cho nên bây giờ chúng ta chưa biết là ông Hill này ông đã khai những gì, và nếu như bây giờ với cái thỏa thuận nhận tội như vậy ngày 23 tháng 10 đó mà ông đi ra tòa ông đứng trên bục nhân chứng thì Sidney Powell sẽ là người mà lãnh đủ, cho nên có thể từ đó từ giờ tới đó luật sư của bà sẽ cân nhắc. Cho Hương Giang nghĩ, Hương Giang suy đoán, Chris Pro Hương Giang chưa có chắc, nhưng mà Sidney Powell thì Hương Giang nghĩ là cái phần nó sẽ lớn hơn, là có thể là bà sẽ thỏa thuận nhận tội. Và như vậy sau cái thỏa thuận nhận tội của ông Hill ngày hôm nay thì nó là một cái giống như là Hương Giang nói là domino, domino effect đó, nó giống như một cái quân cờ domino, nó sẽ nó một người rớt là sẽ còn nhiều, một quân cờ rớt sẽ nhiều quân cờ khác rớt nữa, và sẽ thấy là sẽ có nhiều bị cáo kết cái điều hơn, tức là đạt được thỏa thuận hơn. Như vậy thì bà Fannie Willis, bà đang củng cố cái vụ của mình, và bà sẽ ghét được thêm nhiều những người nữa, bao nhiêu như anh Dương nói bao nhiêu thì không biết, tức là ghét thêm là những người ra khỏi, tức là không có cần xử án. Bây giờ anh Duyên, trong cái trường hợp của ông Phil này, Trước khi ra hỏi thì muốn nói thêm một điều thôi. Nếu mà Hương Giang nhớ là cái ông luật sư Linwood đó, ông luật sư Linwood là cũng dính vào cái vụ này rất là nhiều. Vậy mà thứ nhất, ông không bị truy tố, và kết tin cho biết rằng là ông không bị truy tố, và đồng thời ông sẽ là một nhân chứng hợp tác với bà Fannie Willis. Một cái điều thứ hai nữa là ông Linwood đó, ông biết rằng là tại vì cái luật sư đoàn của Georgia mà đưa ra tính tước bằng ổng, thì ông nói là khỏi tước bằng, xin cho tôi về hưu để mà giữ cho cái lý lịch của tôi trong trắng là không có bị tước bằng. Và luật sư đoàn của Georgia cũng đồng ý nữa, cho nên Linwood cũng là đó, cái dạng những người như là Linwood hay là ông Scott Hall này là những nhân chứng mà nó giúp cho cái hồ sơ của bà Fannie Willis mạnh hơn nhiều. Anh Duy quay trở lại. anh Duyên, sau Hương Giang hỏi đó, anh Duyên Hương Giang nghe say sưa, bây giờ Hương Giang quên mất Hương hỏi. Bây giờ đó, trong cái thỏa thuận nhận tội, tức là người đầu tiên, bị cáo đầu tiên ra nhận tội rồi, bây giờ không biết ông ta khai cái gì, nhưng mà rõ ràng là ông sẽ dính tới bà Sidney Powell giống như Hương Giang nói, nhưng mà nó không có một cái gì mà implicate tới ông Donald Trump cả. Thì trong trường hợp này, trong cái thỏa thuận nhận tội của ông Hill đó, Donald Trump có run hay không? Có ảnh hưởng tới Donald Trump hay không? Và trong trường hợp này thì cái đạo luật RICO nó sẽ work như thế nào? Tại vì á, ông Hill này ông không có contact gì với ông Donald Trump cả. Không có contact, không có liên lạc, không có bất cứ một cái gì hết. Nó không có no implication at all. Cái đó là chúng ta hiểu như vậy thôi, nhưng mà chúng ta dĩ nhiên vì mình không có nắm cái bằng chứng trong tay, khó nói lắm. Nhưng mà đây là một cái bối cảnh nè. Chẳng hạn sau khi mà có cái thỏa thuận này rồi thì bên phía bên công tố họ sẽ làm việc với bên luật sư của ông của cái ông Scott Hall này, và lúc đó thì có một cái buổi thẩm vấn là ông Ho ngồi đó, luật sư của ông ngồi đó, bên đây là công tố, và người ta bắt đầu người ta hỏi. Chẳng hạn như người ta hỏi là cái cú điện thoại của ông đó mà khoảng chừng 60 mấy phút đó, ông và ông Jeffrey Clark nói những gì? Rồi ông này ông trả lời xong rồi rằng là trong suốt cái cú điện thoại đó đó có bao giờ mà Jeffrey Clark nói rằng là nhận được cái lệnh này từ Donald Trump hay không. Tất cả những cái điều đó
khi mà người ta hỏi thực sự là người ta đã có bằng chứng rồi người ta mới hỏi. Sở dĩ mà cần thêm cái sự hợp tác của ông Ho này đó là tại vì khi mà đi ra trước bồi thẩm đoàn có cái tape rồi và đồng thời có luôn nhân chứng mô tả chi tiết đó thì cái sức thuyết phục nó mạnh hơn nhiều. Cho nên ngay bây giờ thì chúng ta nói là không có cái gì để mà gọi là lôi kéo ông Donald Trump, không có implicate, ông không có cho ông dính vào. Nhưng mà tất cả những gì ông làm, mà ông làm chung quanh ai, thí dụ ông làm chung quanh Jeffrey Clark, rồi ông nói rằng là ông có dính dáng gì tới cái việc mà mấy cái người gọi là bồi thẩm đoàn giả hay, xin lỗi, cử tri đoàn giả hay không, và nếu có thì ai là cái người gửi cho ông những cái văn thư đó, rồi những cái email của chúng tôi nè, chúng tôi có trong tay nè, là ông cho tôi biết là cái email này ông nhận trong bối cảnh nào, ai là cái người gọi là chuyển những cái email này. Tất cả những đó từ từ khi mà nó rõ nét ra đó thì nó sẽ dẫn tới tất cả những người mà nó có âm mưu và nó dính dáng, nó đưa cái mệnh lệnh để cho cái ông Ho này ông làm. Cho nên ngay bây giờ mà chúng ta kết luận nói rằng là Donald Trump không có hề bị dính dáng, không có hề bị implicated đó, thì cái kết luận đó nó tương đối nó hơi sớm. Quay trở lại. Dạ, tại vì luật RICO, đạo luật RICO thì không có cần biết là những người mà tham gia vào một cái âm mưu nào đó họ biết được là người kia làm việc cái gì, mình làm việc gì. Thời gian hết rồi, quá luôn á, quá luôn, nhưng mà Hương Giang vẫn còn, Hương Giang vẫn muốn nói, Hương Giang vẫn muốn hỏi vậy mới hay chứ. Anh mỗi Xin lần mời. mà bây giờ đồng hồ Hương Giang hơi sợ, nhưng mà hôm nay vẫn cứ muốn hỏi, vẫn muốn muốn nói. Như vậy nè, anh Hương Giang thấy hay ở chỗ nào nè, ở Georgia hay vô cùng luôn á, là ông Jim Jordan ở bên quốc hội đó, dân biểu liên bang không có biết luật, gửi thư yêu cầu bà Fannie Willis là phải giao nộp tài liệu về cái cuộc điều tra của bà. Ông này ông không biết luật. Bà Fannie Willis đó, bà cũng không có phải vừa, bà nói thẳng luôn, bà nhạo ông này không biết luật gì hết, đừng có can thiệp, đừng có can thiệp vào cái cuộc điều tra của tôi, và hiến pháp cho phép tôi là không có cần phải trả lời ông á. Ở Georgia thì một dân biểu, một nhà lập pháp của Cộng hòa tiểu bang yêu cầu là quốc hội, yêu cầu quốc hội phải mở một cái phiên đặc biệt để bàn về cái việc bà Fannie Willis truy tố ông Donald Trump. Bây giờ quốc hội Georgia, nhớ là tất Cộng hòa nha, và thống đốc nha, tất cả đều Cộng hòa nha, suspend cái ông này, hình như là ông tên là ông Moore, suspend it. Bởi vì là không có lý do gì mà cho thấy là cái cuộc bà điều tra của bà Fannie Willis có vấn đề, tức là Cộng hòa tại Georgia họ làm việc rất là chính đáng. Cái này, điểm này Hương Giang thấy là it's so interesting. Hồi nãy Dương có nhắc là ông Ho này, ông phải, đúng, ông phải viết thư xin lỗi tất cả mọi công dân của Georgia, và ngoài ra ông phải gửi một cái statement, một cái tuyên bố, ông thu âm tuyên bố gửi cho bên công tố viên. Thời gian hết rồi, nhưng mà anh Duyên, hồi nãy đó Hương Giang có nói là Hương Giang khép lại cái vụ dân sự rồi, nhưng mà Hương Giang vẫn cứ muốn hỏi, tại vì lúc mà nói qua hình sự của cho ra thì Hương Giang lại nhớ thêm một cái câu hỏi nữa. Anh Duyên, tại vì Hương Giang thấy nè, cái vụ dân sự của ông Donald Trump mà với bà Carol, và bây giờ vụ dân sự với bà Letitia James đó, thì tòa họ không có đưa ra cái phán quyết, cái ngôn từ họ dùng khác nha. Họ không có nói là bị convicted cái tội này tội kia, mà họ nói là liable, tức là chịu trách nhiệm cho cái hành vi đó. Có phải là đó là những cái ngôn từ mà nó khác biệt giữa hình sự và dân sự hay không? 100%. Đối với lại hình sự thì luôn luôn nói là người này bị convicted hoặc là người này bị guilty. Còn dân sự thì nói là liable, là trách nhiệm, thì cũng là chữ nghĩa thôi. Nó cái nghĩa thực thì nó tương tự, nó giống giống nhau, nhưng mà khi đã nói là liable là chỉ trách nhiệm dân sự. Còn trở lại hồi nãy khi mà Hương Giang nói cái ông Colton Moore đó, ông này là nghị sĩ của tiểu bang ở Georgia, và ổng lại đưa ra một cái nghị quyết là làm cái là ổng yêu cầu thượng viện của Georgia và hạ viện của Georgia phải ra một cái bill, một cái dự luật, rồi phải đưa qua cho cái ông thống đốc là ông Brian Kemp đó Ban kem dạ. ký để mà remove, để mà gọi là cách chức cái bà Fannie Willis. Thì những cái đa một cái tuyệt đại đa số của Cộng hòa nói rằng là cái chuyện ông làm là cái chuyện rùi bu, cho nên khi mà nói là họ khai trừ ổng đó
là khai trừ ra cái caucus, tại vì trong thượng viện hay hạ viện gì đó mỗi bên có một cái khối, khối của cộng hòa và cái khối của dân chủ, thì cái khối cộng hòa họ họp riêng với nhau, thì cái Republican caucus đó họ nói là tôi khai trừ ông vẫn là nghị sĩ nhưng mà kể từ nay đó chúng tôi không có mời ông vào khi mà chúng tôi họp cái khối cộng hòa. Và ông này thì ông lì mà ông nói là cấm thì tôi cũng tới, dĩ nhiên ông tới không có ai kêu cảnh sát mà tống cổ ông ra ngoài hết đó, nhưng mà ông ngồi đó thì ông cứ ngồi đó, nhưng mà cái người mà chủ tịch của cái caucus đó, của cái khối cái cộng hòa đó sẽ không cho ông phát biểu, không cho ông làm gì hết, mà nếu mà ông quậy đó là người ta có quyền người ta gọi cảnh sát của quốc hội đó tống ông ra mà. Cho nên để trở lại là ngay bây giờ chúng ta thấy từng bước của cái bà Fannie Willis bà làm đó, bà biết rằng là bà ngược đã đang có những áp lực để mà remove bả, cho nên mỗi một lần mà bà có một cái người như là ông Ho đồng ý là nhận tội đó thì bà cài vào những cái điều, chẳng hạn cái thư mà xin lỗi đó, chúng ta tưởng là nữa xin lỗi thì ăn thua gì, cái thư xin lỗi để chứng tỏ rằng là ông này ông công nhận là ông có lỗi với the people, mà nếu ông có lỗi với the people đó thì tôi là Fannie Willis tôi có buộc tội ông đó, tôi không có làm gì sai hết, mà tôi không làm gì sai, mấy mấy ông cộng hòa mà mấy ông nổi chứng lên mà mấy ông muốn impeach tôi đó mấy ông không có cớ, là tại vì tôi không có làm gì bậy hết, bằng cớ là một người như là ông Scott Hall đã nhận lỗi và đã xin lỗi mọi người về cái lỗi của ông, tôi làm gì sai, thành ra nếu mà mấy ông mà impeach tôi đó có nghĩa là mấy ông đang làm bậy, chứ còn Fannie Willis này không có làm bậy. Suy nghĩ từng cái nước cờ, từng cái bước đi của bà Fannie Willis đó mới hiểu được cái khôn ngoan của một cái người công tố mà gọi là giỏi và very professional, quay nghĩa là rất là chuyên nghiệp. Quay trở lại Anh Dương ơi, chương trình ngày hôm nay á là bao nhiêu? Gần một 97 phút. Chưa bao giờ mà Hương Giang làm với anh Dương 97 phút. Tại vì Hương Giang biết là quý vị biết là bây giờ theo cái đánh giá là trong những tuần tới là những cái vụ này nó sẽ có những cái diễn biến liên tục sẽ xảy ra. Cho nên là những cái gì mà nó pop up trên đầu Hương Giang thì Hương Giang muốn hỏi liền ngày hôm nay, bởi vì sẽ có tuần tới sẽ có những cái câu hỏi hỏi mới mà như vậy sẽ quên mất những cái câu hỏi cũ. Cho nên là quý vị lượng thứ hai anh em chúng tôi hơi bị nhiều chuyện ngày hôm nay, và cái đặc quyền hành hạ của Hương Giang ngày hôm nay sử dụng hơi bị abuse, tức là hơi lạm dụng. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Duyên, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi, và kính chúc quý vị, kính chúc anh Duyên một mùa trung thu đoàn viên và lúc nào cũng cười tươi như bánh trung thu. Nói cười tươi nhau mặt trăng thì đúng, cười tươi như bánh trung thu, bánh trung thu nướng lên rồi thì chắc là không có còn Nên tươi. phải nói như thế này, hãy cười tươi như thằng cụi già chứ đừng có cười theo cái kiểu cái thằng già cụi. Dạ, xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin chào.